Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Rồi, ok, hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ tiên đi, rồi từ mình sẽ đổi sang bộ khác sau. Bây giờ chúng ta làm tiên cái đã. Như là mình đang thích cái bộ này các bạn. Rồi, con này, lá này ra luôn, khỏi nói nhiều. Nó bút về ánh sáng nhưng mà nó bút công nhưng mà nó trừ thủ các bạn. Rồi ok. Mà nếu đã vậy thì con này quăng ra luôn cho rồi. Đủ thứ để xài hết, khỏi lo. Không biết ảnh chơi cái bộ gì đây. Cái này là con Kulibo có cánh. Rồi ok. Cũng ghê đấy, nhưng mà thường thôi ông anh hả. Bắt niên thi nhãn đi. Có bách niên thiên nhãn ở đây thì ông anh đừng có mà tào lao với em. Ui trời, không có lá phép tráp rồi luôn. Cầm 5 lá trên tay vậy là hơi dở nha các bạn. Trời, con ra con này á. À, thôi cũng được. Rồi ok, không sao, con này nó 1.500, có gì mình gọi 500 anh em ra phụ là được. Chứ bờ giá này hên chưa gì đã ra được cái chân rồi, cho nên là mình có lợi thế các bạn. Mặc dù là cái sân này nó làm mình không thủ được, nhưng mà thôi cũng không sao, không thủ được thì phải công. Thủ được thì công thôi, gì đâu đúng không các bạn. bình thường. Take this. Gì đây, ôi trời, chà hay đấy ông anh. Rồi nhập vô cho con này đã, có gì đỡ ảnh có bắn mình đỡ mất máu. Ây chà, trường hợp này thì dở rồi. Quên mất cái chổi đó, nó sẽ tự động đi. Thôi coi như là mình đỡ tốn máu đi. Giá này anh cũng xui, với lại lát giờ lá này mình lật lại mình thủ được rồi. À, cái này hay, cái này hay. Rồi, gắn vô. Con này, hai con này hệ quan hết mà lo gì. Rồi gọi con quỷ huyền thoại ra đây. Rồi nó làm mình suy yếu một tí nhưng mà cũng không sao. Đùa em mà được. Nó tính đi búp mình nhưng mà bị mình gắn cái lá này vô rồi, mình chơi liều với nó luôn. Con này thì cũng về cái để thủ thôi nhưng mà cũng được. Rồi rút ba lá, bỏ hai lá đi anh. Trời, bỏ con đó là hơi dở rồi đấy. Chà, bắt đầu. Ok, ông anh cũng ghê. No. Rồi, thó như vậy cũng đủ. Rồi, bắn thử một phát. À, là con này. Rồi, ok, anh gọi con khác ra thì mình chịu rồi. Thì chưa bắn được ngay. Con này nó hệ thổ nha các bạn, ra là có quăng ra thì cũng không được. Rồi ok, có lá kéo chân đi luôn. Ghê. Rồi ok, cứ gọi con nữa ra cái gì. Nhưng mà nhiều khi anh chăng cầm thằng ra hay con Superman nó trên tay đó các bạn. Biết ngay mà. Anh Maric rồi chưa? À không, chỉ là con này thôi. Rồi con này không thì không đáng sợ lắm. Cái điều kia bây giờ phải tìm ra được con nào đó để mình phản công, chứ không về mình cũng mệt. Giờ có con lá biết ra cái gì đây. Chắc là phải là đắc khôn hay là đấy, chứ mà để tóc mặt băng hay là thủy độ mới được. Trời đất, ra cái sân làm gì mà ra bài xui thế. Ra cái bình cũng được. Tại cái sân này nó chỉ cộng chứ nó không trừ các bạn thấy không. Thành ra nó cũng dở cái chỗ đó. Chà, mấy ngày không chơi bộ lục tay nghề rồi. Trời đất ơi, thiết thủ giáp ra bài xui quá. Rồi thôi ok, chúng ta đang từ thế thắng thành thua các bạn. Thôi được rồi, tràn pháo tay cho Maric đi, ảnh khá là may mắn ở trận này đó. Chưa điên trận của mình đã bị phá rồi các bạn. Có vẻ như anh Maric thỉnh được Khương Tử Nha về rồi.
Rồi ok, không sao, em đây cũng có thân công báo mà, anh đừng có tưởng anh thắng được em mà dễ dàng. Rồi đây, quăng cái lá này ra luôn. Rồi, úp con này xuống. Anh úp xuống là anh biết mình. À, ngửa lên hả? À, rồi ok. À, em không để anh làm chuyện đó đâu. Chơi. Trời ơi, phá được lá này luôn, đỉnh quá. Lượt sao anh dở lên là mệt đấy. Rồi, dở lên cái. Quăng ảnh rồi. Đây, bay vô. Bay vô. Rồi, sau đó thì mình sẽ dùng cái lá bài này mình bắn cho ảnh phải. Đi vô không anh? Oh yeah. Rồi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Vô vô vô. Take this. Cái gì đây? Wow. Lợi hại, lợi hại. Lợi hại các bạn. Chà ra con này nữa à. Rồi thôi cũng được. Không sao. Đó. Chà rồi, ra được cái sân này mình ngon cơm rồi. Ảnh không có lá nào ở đây nữa thì ảnh dở rồi. Con thiên thần tỏa sáng này còn bắn được cơ mà. Rồi, ok. Tiếp tục. Are you trying to make me angry? Rồi, vô tiếp các bạn ơi. Úp xuống đi anh. Lúc này thì phải úp thôi, không ngửa được đâu. Rồi. Và dĩ nhiên là mình phải dùng chiêu ngay lập tức. Cái bẫy acid này để không làm gì đúng không các bạn? Thôi là trái cà. Và trái cà thì nó không effect chỗ này được. Rồi. Ôi trời ơi, cái bình. Nhưng mà cái bình thì từ từ để dùng sau. Bây giờ bắn cái này trước đã. Rồi ok, giá này kể như ảnh xui rồi. Giá nãy mình xui, giờ tới lượt giá này ảnh xui. Rồi ok, giá cuối định giang sơn nè các bạn. Giá cuối định giang sơn luôn. No 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 no. Rồi anh em chúng ta làm giá cuối. Ok. Vô. Rồi ok, giá này mới vô chắc thủ được. Ồ, oh, hay. Nhưng mà tại giá nãy anh xui anh không ra được cái chổi rồi, cái thế bài anh ra cũng xui nữa. Không đẹp. Rồi ok, ra gì đây không anh? Ồ, oh, con này à. Rồi bắn đi. Đó, chưa cần, chưa cần. Con này cơ bản này nó chỉ là con quái để thủ thôi. Nhưng mà nó có thể dùng nhiều cho chức năng khác, nhưng mà từ từ, chúng ta chưa cần vội cái đó. Rồi ok, dỡ con này lên. Quăng con này ra, thế là xong. Rồi đây, con này lúc sau mình bỏ cũng được mà. Not bad. Giữ cũng ok. Rồi, thế là xong. Thì mình đang có cái microphone đây nè, mới dám vậy chứ coi anh quăng ra anh bắn chết con này của mình sao. Take this. Gì đây? I suppose oh. I should thank you. Ghê 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 ghê. Ghê. Wow. Ây chà, dữ dằn dữ vậy sao? Kame Yoko man nha. You're merely postponing the inevitable. Con đó lượt sau nó cũng mất à, thành ra là không tiếc làm gì. Rồi ok, bắn luôn đi. Rồi ok, để coi có not bad nữa không nha. Not bad. Oh, not bad. Rồi, vẫn là cao cao tại thượng ghê chứ. Rồi ok, để coi ảnh dùng chiêu gì. À. Rồi ok, hồi sinh chi thuật. Oh, hồi sinh con này lên luôn, ghê quá vậy. Rồi thôi cho bắn một cái đó. Ây chà, đau dữ vậy ta. Rồi tiếp tục vô. Wow.
Rồi qua lượt sau có giữ không đó anh? À quên, đây đây đang lượt của, phải qua lượt của anh lần nữa mới được. Rồi để coi con này là con gì. Rồi kể như anh xui. Phá, phá đi. Mình bắt con này về. Rồi, ok. Rồi kể như ảnh xui, ảnh hồi sinh giúp mình. Cảm ơn ông anh nha. Rồi thôi đừng có trách em, nói chung là tại vì còn dùng được mấy lá bài này thì nó dễ lật kèo bằng một lắm. Như là không có mấy cái lá bài dạng này thì chúng ta khó lật kèo, chứ mà không thì lật kèo dễ các bạn. Rồi để coi chúng ta có cái gì ở đây nào. Trời ơi, lại Thanh Hải Pháp Sư phiên bản nâng cấp nữa. Cho đổi, 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 cho đổi. Không, không cho đổi rồi. Bèo quá. Rồi thôi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.